Và câu chuyện này nó đang lặp đi lặp lại trên rất là nhiều người. Có một cái giai đoạn kiếm rất là nhiều tiền, mà giờ hết kiếm được tiền rồi. Nói đi nói lại, nói như thế này thì nhiều khi mọi người lại hiểu sai. Cuối cùng thì là tiền, chứ không có tiền thì làm cái gì, đúng không? Đúng rồi, tiền là quan trọng, phải có nhiều tiền, phải tìm được cái việc gì lương thật cao á. Thì giờ phải hiểu cái vấn đề này. Tiền thì nó đi kèm theo cái giá trị, chứ không phải là chỉ đơn thuần là cơ hội. Cái giá trị thật của nó, ví dụ vàng bây giờ đang là bao nhiêu tiền một lượng, ở thời điểm này bao nhiêu tiền một lượng, nó có giá trị thật của nó. Còn xăng bây giờ bao nhiêu lít, mình không thể mà đẩy cái xăng nó lên gấp đôi giá mình bán được. Khi mà xăng lên gấp đôi thì lúc đó phở nó cũng lên gấp đôi. Cái người bán xăng lời gấp đôi thì người bán phở lời gấp đôi. Rồi cuối cùng ai có tiền để ăn phở hay có tiền để mua xăng, đồng ý không? Và tất cả mọi người chạy theo tiền, tiền, thì cái tiền đó nó không có tỷ lệ với lại cái giá trị, mà cái tiền nó chỉ đúng với người này ở cái thời điểm đó thôi, thì cái đó là cơ hội chứ không phải là giá trị. Vì đôi khi có những người ta thiếu thông tin, người ta không biết thông tin. Ví dụ để đi làm việc ở nước ngoài thì đúng là luật pháp quy định là ở cái mức chi phí này, ở cái mức trần là nhiêu đây, nhưng vì mình không có cái thông tin đó, mà không hiểu cái thông tin đó, có rất là nhiều người ta vẽ ra những cái cơ hội để kiếm được nhiều tiền, mà bây giờ cái chi phí là nhiêu đây thì chấp nhận. Thì lúc đó là hai bên thương lượng với nhau, thì cái này nó không liên quan đến cái giá trị thật, mà nó là cái cơ hội. Mình tin vào cái điều đó, mình mua cái cơ hội đó. Nhưng mà cái cơ hội đó thì nó không có sự thật. Vì cái giá là giá trị của một vấn đề là mình mua một chai nước này ở Việt Nam bây giờ nó đang là bao nhiêu, thì nó sẽ tương xứng với lại cái mức thu nhập bình quân của một người là bao nhiêu. Chứ mà cái giá này mà nó bằng ở bên nước ngoài thì người dân mình đâu mua này uống chi. Mình về mình khoan giếng mình nấu mình uống chứ. Cho nên cái giá trị nó phải tương xứng. Bây giờ ai cũng muốn nhiều tiền hết, mà trong khi mình không tạo ra được giá trị, chúng ta nếu chúng ta không xác nhận, không hiểu cái điều đó, chúng ta ngộ nhận là tiền nhiều là ok, trong khi chúng ta không tạo ra giá trị, chúng ta không có cái năng lực để tạo ra cái giá trị tương xứng, mà chúng ta vớ được cái cơ hội đó, chúng ta cứ lấy tiền thì bây giờ lấy được nha. Nhưng khi mà nó hết cơ hội đó rồi thì sao, làm gì đây? Và câu chuyện này nó đang lặp đi lặp lại trên rất là nhiều người. Có một cái giai đoạn kiếm rất là nhiều tiền, mà giờ hết kiếm được tiền rồi. Cái đó là cơ hội. Còn khi chúng ta có giá trị rồi thì nó càng ngày nó càng tăng chứ không phải nó giảm.